Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ thử đốt một lon ga. Kết quả như thế nào mời các bạn cùng theo dõi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Đừng quên đăng ký kênh để xem video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.